Xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Ngày hôm nay thì em có nêu một tin rất hấp dẫn cho tất cả những YouTuber của chúng ta. Mà theo như mình nghĩ thì các bạn cũng phải cần lên tiếng nói. Trước khi mình nói về câu chuyện này thì nói có đầu có đuôi để cho những người ở bên Mỹ, nhất là những người lớn tuổi và những người trẻ tuổi. Còn những người mà xồm xồm như tụi mình thì ok. Mình xem được video của anh Dương Trung Hiếu Official. Nhưng mình xin nói trước với các bạn một điều để cho các bạn hiểu rõ hơn lý do tại sao mà mọi người thường hay nhắc đến và chê bai anh Dương Trung Hiếu này. Tôi dùng chữ chê bai là nó có ý nghĩa. Anh ta là một người làm YouTube đã lâu đời rồi. Và anh ta cũng đã chỉ dạy cho rất là nhiều người. Thì một người nào học qua cách chỉ dẫn của anh ta làm YouTube thành công đều gọi anh ta là thầy Dương Trung Hiếu. Thì nhưng đối với tôi cũng đã vào xem kênh anh ấy rất nhiều lần, lúc đầu cách đây khoảng 2 năm. Nhưng những gì anh ấy chia sẻ tôi không hề học được, cho nên cuối cùng tôi bỏ cuộc. 2 năm sau tôi gặp được kênh kiến thức ngày nay, Becky. Tôi đã vào nghiên cứu và cuối cùng tôi đã làm được từ cái sự chỉ dẫn của kênh kiến thức ngày nay, chị Becky. Và tới ngày hôm nay tôi cũng đã thành công được 2 kênh bậc kiếm tiền. Thì nói trở lại về anh Dương Trung Hiếu. Cách đây vài tháng, xôn xao chuyện thiền am bên bờ vũ trụ. Thì ngày xưa người ta gọi là Tịnh Thất Bồng Lai đó các bạn. Thì chính cái anh Dương Trung Hiếu này nè, là người đứng lên xin cộng đồng mạng hãy ủng hộ cho cái kênh của anh ta, kênh YouTube của anh ta, để anh ta kiếm được tiền. Số tiền đó sẽ giúp đỡ cho thiền am bên bờ vũ trụ. Nơi đó là nơi nuôi 5 chú tiểu và còn nhiều trẻ em mồ côi nữa. Thì ai cũng biết 5 chú tiểu ở trên đài truyền hình của Việt Nam mang được những niềm vui chia sẻ cho cả thế giới, cộng đồng người Việt của mình. Đó, thì mọi người thấy anh ta làm một điều rất là tốt, cho nên là mọi người ủng hộ anh ta. Không bao lâu kênh anh ta đã bật kiếm tiền và anh ta có số tiền đó. Anh ta đem từ thiện cho thiền am bên bờ vũ trụ để giúp đỡ cho các cháu bé. Là tại vì anh ta đã hứa với cộng đồng mạng giúp đỡ anh ta, ủng hộ anh ta, để anh ta có được số tiền đó để gửi đến cho các bé. Chứ thật sự ra đó là anh ta cũng không có bỏ tiền túi của anh ta ra để giúp cho ở những chỗ đó. Tức là theo như mình nghĩ đâu phải một mình anh ta giúp đâu. Nếu không có cộng đồng mạng, anh sẽ không có được cái số tiền 500 đô đó để giúp. Rồi thế là thời gian trôi qua, những kênh YouTuber khi bắt đầu làm về thiền am bên bờ vũ trụ, những người không biết làm và những người chưa biết làm, những người mới bắt đầu làm, thì tự nhiên hình như là nó vô đúng cái trend. Cho nên tất cả mọi người đều được bật kiếm tiền, không những một kênh và 2-3 kênh. Thì anh ta mới cảm thấy anh ta bị sốc, cho nên anh ta mới nghĩ ra rất là nhiều cách. Cái việc đầu tiên anh ta làm là gì các bạn? Anh ta làm ra một cái scandal rất là lớn. Anh ta chấp nhận bán rẻ bản thân, bán rẻ danh dự của mình chỉ vì muốn được nổi tiếng và được kiếm tiền. Chỉ có một điều duy nhất rằng là anh ta nghĩ rằng tại sao mình là thầy? Tại sao mình dạy cho biết bao nhiêu học sinh, cuối cùng những người đó hơn mình? Đó là cái anh ta cảm thấy quê, xấu hổ. Cho nên là anh ta mới dùng đủ mọi thủ đoạn. Thì bây giờ mình mới suy nghĩ được rằng cái vấn đề mà anh ta muốn đòi lại 500 đô đó là do cái plan của anh ta đã vẽ ra sẵn, chứ thật sự anh ta cũng không muốn đòi số tiền đó. Nhưng vì anh ta muốn được nổi tiếng, anh ta muốn được
rất là nhiều người biết tới kênh của anh ta. Anh ta muốn kiếm tiền trên YouTube. Chứ thật sự mình biết, mình suy nghĩ rất là nhiều. Anh ta cũng không có muốn lấy lại cái 500 đó đâu. Nhưng anh ta muốn làm lên cái chuyện như vậy để chi? Để anh ta có đề tài anh ta làm. Và để cho bao nhiêu người vô chửi anh ta, càng chửi càng tốt. Anh ta bán rẻ danh dự của mình, bán rẻ lương tâm của mình, chỉ để được nổi tiếng. Đó là cái chiêu trò của anh ta. Rồi sau đó anh ta lại nghĩ rằng là mình sẽ hy sinh bản thân mình để giúp cho rất nhiều học trò của mình. Bằng cách đó, tôi chấp nhận một mình tôi bị ném đá. Tôi chấp nhận bị hết tất cả, miễn học trò của tôi kiếm được tiền. Đó là cái chiêu trò của anh. Chứ mình nói thật đó, đúng ra là mình sẽ không nói cái vấn đề 500 đô ở đây. Nhưng nếu không nói thì những người xem video ở bên Mỹ và sau này sẽ không biết. Tại vì á, nhiều người họ chỉ nghĩ mông lung, họ không có đi theo từ đầu tới đuôi câu chuyện. Cho nên thật sự là họ không biết. Kể cả trong gia đình tôi cũng không biết ông Dương Trung Hiếu là ai. Khi ngày hôm qua tôi xem được một cái video này, tôi rất là bức xúc. Cho nên tôi mới, trong cái bữa ăn cơm với gia đình, tôi mới nói lên. Thì thật sự mọi người chẳng biết Dương Trung Hiếu là ai cả. Thì bây giờ mình xin làm cái video này gửi đến tất cả mọi người chúng ta trong và ngoài nước. Không có lửa thì sẽ không có khói. Tại sao mà mọi người hay đề cập tới Dương Trung Hiếu? Và tại sao mọi người hay phải làm về anh này? Là tại vì một điều duy nhất, anh ta cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình vì không bằng được những người YouTube mới. Và anh ta cảm thấy rằng mình là một người thầy, được bao nhiêu người tôn sùng là thầy dạy về YouTube mà mình lại thua kém học trò của mình quá. Thành ra là anh ta cố tình tạo những cái scandal thật là lớn. Nhưng cuối cùng cái vụ 500 đô ở thiền am bên bờ vũ trụ, anh vẫn không nổi tiếng. Có đúng không? Bán rẻ lương tâm, bán rẻ con người, bán rẻ danh dự để được nổi tiếng, nhưng cuối cùng cũng chẳng nổi tiếng. Anh có cảm thấy tiếc không? Bây giờ vấn đề này sẽ vào vấn đề chính nè các bạn. Mình sẽ cho các bạn nghe qua một tí xíu để các bạn hiểu phần sau mình sẽ nói gì các bạn nhé. Tôi sốc điều gì các bạn? Khi tôi đến Mỹ, trước khi đến Mỹ thì khi bạn có nhớ là khi chúng ta đi ra phỏng vấn không? Chào Hương Nguyễn nha, đi phỏng vấn mà cấp visa nó họ bắt mình giơ cái tay gì lên các bạn? Giơ tay lên để thề. Bạn nhớ tay trái tay phải nè. Tay trái tay phải không biết không? Họ bắt mình phải giơ tay thề nè. Thề là những gì mình nói là những điều sự thật. Các bạn. Rồi đến khi thì quốc tịch, ta cũng phải thề. Tất cả đều thề hết các bạn. Thời hết. Có nghĩa là nước Mỹ, nó nói những người qua Mỹ á, được dạy từ nhỏ lớn con nít vậy, nói rằng nước Mỹ là gì? Nước Mỹ là nước, đúng rồi, là phải. Nước Mỹ là nước là gì? Là luôn luôn nói sự thật, tôn trọng sự thật, và người ta rất ghét sự nói dối. Các bạn đồng ý chuyện này không ạ? Người ta rất ghét sự nói dối. Và bây giờ liệu chăng tôi không dám dùng cái từ là chung nói dối, mà tôi chỉ dám cái từ là nói là chung nói sai vấn đề. Tôi chỉ hy vọng vậy thôi. Nhưng mà không dám dùng cái từ kia. Nếu mà nói từ kia cho đương kim tổng thống thì phải nói là quá tệ. Đó. Video dài 20 mấy phút. Nhưng mình chỉ nghe được tới khoảng 14 phút. Tại vì mình không thể nghe và không thể nhìn thấy cái bộ mặt. Và cái mặt kỳ cục lạ đời của một người đàn ông. Không biết tại sao mà anh ta lại có được một cái khuôn mặt mà lại kỳ dị như vậy. Bây giờ thì mình coi ra mình mới biết rằng đúng là cái khuôn mặt của anh ta đi với cái tâm của anh ta. Trước khi mình làm cái video này và gọi thẳng tên Dương Trung Hiếu, mình đã hỏi luật sư của mình rồi các bạn. Các bạn cứ việc làm và các bạn cứ việc gọi thẳng tên anh ấy, không sao cả. Tại vì lý do chính anh ấy là người đăng cái video này lên. Và cái name ở trên cái video này là Dương Trung Hiếu Official. Cho nên các bạn không sợ. Các bạn có thể làm những chuyện mà giống như là anh ta không đăng hình ảnh của anh ta lên.
các bạn tự động lấy những cái hình ảnh mà chưa từng bao đời giờ đăng thì các bạn mới sai phạm. Còn cái này anh ta đã đăng lên và mình chụp lại từ video của anh ta, và cái kênh của anh ta là Dương Trung Hiếu Official, thì các bạn không sợ bị thưa gửi gì hết, các bạn cứ yên tâm đó. Thì theo như mình nghe được cái video dài 14 phút, mình cảm thấy là thứ nhất, anh ta nói rằng anh ta có một tờ báo cầm ở trên tay. Mình nghe anh ta đọc tiếng Mỹ, mình cảm thấy thật tức cười các bạn. Tiếng Mỹ đọc không rành, phát âm không chuẩn, mà nói là có một tờ báo cầm trên tay để đọc và phân tích cho tất cả chúng ta nghe. Và sau đó nói rằng không có muốn nói một cái danh từ với lại Tổng thống Trump là ông đã nói sai. Nếu Tổng thống Trump nói sai thì bây giờ tôi xin hỏi anh, sau lưng Tổng thống Trump có bao nhiêu người và những người đó là những người như thế nào? Tổng thống Trump và những người đó biết lèo lái con thuyền, chứ không cần phải anh lên tiếng để chỉ dạy họ. Người ta nắm vận mệnh của cả một đất nước, mà lại là một đất nước Mỹ. Ok, anh phải nên nhớ điều đó. Anh là ai? Biết rằng bên Mỹ là tự do ngôn luận, nhưng nói phải nói cho đúng. Tại sao lại đi vạch cái ngu của mình cho cả mọi người biết? Cái vấn đề thiền an bên bờ vũ trụ, $500 đòi lại từ việc làm từ thiện chưa được nổi tiếng. Cho nên bây giờ anh muốn bắt chước mẹ nắm để được nổi tiếng, có đúng như vậy hay không? Theo như tôi nghĩ, chắc chắn là anh chơi cái chiêu trò đó. Nói rằng là nước Mỹ không có như bạn tưởng đâu. Thì đúng, tại vì nhiều người nghĩ rằng qua Mỹ tiền trên trời nó rớt xuống, cho nên là có thể là cô ấy dùng câu đó. Nhưng sau đó thì cô ấy đã được những người ở cộng đồng mạng dạy cho những bài học rất là thích đáng. Còn đối với anh hiểu biết cái gì mà anh đòi chỉnh và sửa sai Tổng thống Trump? Anh nói rằng là Tổng thống Trump nói sai. Anh không muốn dùng một câu tệ hại hơn nữa là Tổng thống, là đương kim Tổng thống quá tệ. Thì thôi anh dùng đại luôn đi, anh nói thẳng ra luôn là đương kim Tổng thống Donald Trump quá tệ. Nói thẳng ra luôn, chứ không cần là phải nói đầu và vuốt cái đuôi. Anh cứ việc nói, rồi cộng đồng mạng sẽ cho anh biết. Cái kiểu câu like rẻ tiền và muốn được nổi tiếng giống như anh sẽ trả giá một bài học rất giá trị. Anh nghĩ rằng anh giống được mẹ nắm hay sao? Đừng nằm mơ. Bây giờ quá nhiều người, những người làm YouTube từ trong nước và ngoài nước, ai cũng biết được cái bộ mặt và cái con người Dương Trung Hiếu là như thế nào. Chỉ là một người lợi dụng những người khác. Bây giờ một chuyện nhỏ nhất là $500 lấy lại của thiền am bên bờ vũ trụ. Không được nổi tiếng, bây giờ muốn đụng tới Tổng thống đương kim Donald Trump để được nổi tiếng. Chuyến này anh chơi hơi lớn đó. Và nói thẳng luôn, quá lớn chứ không có hơi lớn. Tôi chờ xem. Đúng ra tôi không làm video này, nhưng mà tôi muốn cho mọi người biết là tại sao anh phải lên một cái tiếng nói như vậy. Chẳng qua vì anh muốn được nổi tiếng, anh muốn được kiếm tiền trên YouTube giống như Nguyễn Sinh, đăng một bài lên là có cả mấy triệu người vào xem. Anh muốn giống như mẹ nắm, chỉ cần nói về Tổng thống Trump là sẽ có triệu triệu người follow theo. Anh muốn được như vậy, anh hãy chờ xem. Anh có được như vậy hay không anh nhé? Một con người sống bên đất nước Mỹ, không phải mình anh, luôn cả gia đình anh. Nước Mỹ cho anh được cái gì? Được trí tuệ. Nhưng cái trí tuệ của anh á,
anh sử dụng cho cái loài thú chứ không phải là cho con người. Cho nên đó là cái lý do anh không bao giờ thành công trong bất kỳ việc gì được. Tại sao? Tại vì anh làm việc với con người, người với người, mà anh lại dùng cái tư cách của một loài thú thì làm sao anh thành công? Anh là một con người không có trái tim, không có khối óc. Cả nước Mỹ đang lâm vào một tình thế, một bệnh dịch rất là nguy hiểm. Đến nỗi Tổng thống Donald Trump phải lên tiếng 2 tuần lễ đen tối của chúng ta. Hãy cố gắng vượt qua, phải cầu nguyện. Chính Tổng thống Trump cũng còn phải cầu nguyện. Và hết tất cả mọi người, ai cũng phải dâng lời cầu nguyện cho nước Mỹ được bình an. Nhưng riêng bản thân ông làm được điều gì cho nước Mỹ? Hay là ông chỉ biết ngửa tay ra để Tổng thống Trump bỏ tiền vào cho ông, cho gia đình của ông? Là một người thầy dạy dỗ cho học sinh mà dạy những điều như vậy sao? Ông thực sự không xứng đáng. Không xứng đáng là con người, chứ không phải xứng đáng là một người thầy. Tôi không nói nhiều vấn đề khác. Tôi chỉ nói rằng ông là người không có trái tim và không có khối óc. Vì trong lúc này không phải là lúc để ông lên án người này người kia, mà nhất là lại lên án Tổng thống Donald Trump và bắt bẻ ông ta. Trong nước Mỹ biết bao nhiêu người, hàng ngàn, hàng có ai phát giác ra được những lời nói tương tự giống như ông. Cũng không ai làm những video clip, cũng không ai làm những video clip lên để chia sẻ những cái điều đó. Tại sao phải vạch áo cho người xem lưng trong khi ông đang ở đất nước của Tổng thống Donald Trump? Ông là người thích vạch lá tìm sâu, chỉ vì muốn mình được nổi tiếng. Tôi chỉ cho ông một cách này, Dương Trung Hiếu. Muốn được nổi tiếng rất dễ. Hiện tại bây giờ, mặc một bộ đồ bikini thôi, màu hồng, giống như tiên à ơi hay tặng cho ông đó. Và nhiều người họ nói anh là Hiếu cái gì màu hồng hay áo đầm hồng hay cái gì đó, nhưng mà nói chung tượng trưng tôi không có xem về những cái nào mà liên quan tới anh, là tại vì tôi không thích cái cách của anh. Nhưng mà tôi chỉ thoáng thoáng biết được rằng là người ta đặt cho anh là màu hồng, mà anh biết màu hồng là chỉ có phụ nữ mà thôi. Dễ lắm, muốn được nổi tiếng trong lúc này hãy mặc một bộ đồ Tôi bikini. màu Chỉ cho hồng. ông một cách nào, Dương Trung Hiếu, ông muốn được nổi tiếng rất là dễ. Thứ nhất là ông đã được mọi người tặng cho một cái biệt danh, một cái biệt hiệu. Vì người ta đã nhìn thấy được anh là như vậy. Mặc dầu là gọi chữ anh, nhưng thực sự cái tư cách của anh, cái con người của anh không phải là chữ anh. Cho nên là người ta mới tặng cho anh rằng màu hồng. Thì cái ý nghĩa người ta nói với anh là màu hồng thì tôi không hiểu là gì. Nhưng mà tôi chỉ biết rằng là màu hồng là chỉ tượng trưng cho phụ nữ mà thôi. Bây giờ anh muốn được nổi tiếng trong cái mùa bệnh dịch này, anh không cần phải lôi Tổng thống Donald Trump ra để làm một đề tài câu view. Anh làm một điều này, anh sẽ nổi tiếng liền ngay tức thì. Không những người làm YouTube biết, mà cả thế giới hoặc là trong nước Mỹ họ sẽ biết đến anh. Tôi sẽ chỉ cho anh. Tôi sẽ tặng cho anh. Thứ nhất, màu hồng. Đây, đây là bộ đồ bikini của tôi. Đây là bộ đồ bikini. Đó. Nè. Đó, đây là bộ đồ bikini của tôi, ok? Rất đẹp, ok? Đây. Underwear. Bikini rất là đẹp. Tôi sẽ gửi tặng anh. Anh chỉ cần mặc bộ đồ bikini này. Bây giờ trời đang nóng mà, mặc được. Đừng có sợ lạnh. Mặc bộ đồ bikini này đi ra ngay đèn xanh đèn đỏ
và đứng ngay tại đó đề một cái bảng hiệu thật là lớn trước ngực của mình: coronavirus. Đứng ngay ngã tư đó, vài phút thôi, cảnh sát họ tới, họ chở anh đi tới nơi của anh muốn, và báo chí họ sẽ đăng lên là đây chính là một con virus. Mọi người đã tìm ra được con virus rồi. Chỉ có vậy thôi, nổi tiếng liền ngay tức thì, không cần phải lôi tới Tổng thống Donald Trump. Vì lúc này, Tổng thống Donald Trump đang cùng với dân, dân chúng của ông đang dâng lời cầu nguyện cho thế giới, cho nước Mỹ được bình an. Nhưng mà chỉ có một con virus là ông đang phá hoại. Chẳng lẽ bây giờ tôi đề cái tên là coronavirus Dương Trung Hiếu, bây giờ người ta đang gọi rằng là virus Vũ Hán, virus China, virus Trung Quốc. Nhưng mà đối với cộng đồng mạng YouTube thì ai còn lạ gì cái bộ mặt của ông nữa. Cho nên có thể người ta đặt ông rằng virus Dương Trung Hiếu. I don't know. Maybe. Còn nếu như mà người của anh không đẹp thì không có cần phải mặc cái bộ đồ hai mảnh như vậy. Tôi không có cái màu hồng đó, tại vì tôi là ít có bao giờ tôi mặc một mảnh lắm. Tôi toàn là mặc hai mảnh không à. Là tại sao? Tại vì body tôi đẹp. Tôi tự hào, cho nên là tôi mặc hai mảnh. Chứ nếu tôi không đẹp thì tôi đã không dám mặc hai mảnh rồi. Đúng không? Ha ha. Và đây, nếu mà Dương Trung Hiếu anh cảm thấy rằng anh không đẹp, body anh không được đẹp như tôi, thì tôi tặng cho anh cái này. Còn mới này chưa mặc nha, có mạc nè. Tôi mua 20 bộ. Đúng ra đó là tôi không bao giờ mua một mảnh. Ok. Nhưng mà vì bây giờ làm YouTube thì tôi muốn kín đáo một chút, để cho già trẻ lớn bé ai cũng xem được. Với lại nó không có là nhạy cảm lắm ở trên YouTube, cho nên là tôi đành phải mua 22 bộ áo tắm. Nhưng mà bây giờ tự nhiên cái virus nó tới, cho nên tôi chưa có dịp đi du lịch, tôi chưa có thể mặc được 22 bộ áo tắm này của tôi. Và đây, đây là cái bộ một mảnh tôi chưa từng bao giờ mặc tới. Tôi sẽ gửi quà tặng cho anh nếu như anh muốn được nổi tiếng. Tôi sẽ gửi qua hai bộ, bộ này và bộ này. Bộ này tôi đã mặc qua rồi, mặc qua một lần rồi, mặc hồi năm ngoái. Và bộ này chưa hề mặc. Màu xanh đỏ tím vàng tôi có rất nhiều, nhưng mà màu hồng thì năm nay tôi chưa có tìm ra. Anh có muốn không? Anh có muốn tôi gửi qua cho anh? Khi anh mặc vào anh sẽ nổi tiếng ngay. Mặc vào và nhớ phải ghi chữ coronavirus trước ngực. Ok. Đẹp lắm nè, có thấy không? Rất là đẹp. Thì dù anh xấu cỡ nào đi chăng nữa thì cái phần này nó cũng che lại bớt rồi, anh yên tâm ha. Như vậy là nổi tiếng thôi, chứ đâu có cần phải lôi Tổng thống Trump ra nói làm chi, để cho người ta nguyền rủa anh, để cho người ta nói anh là kẻ vô ơn. Đã được qua tới nước Mỹ, gia đình của anh hoặc là bản thân anh đã được những đồng tiền từ của nước Mỹ, mà sau đó lại chê trách nước Mỹ, mà lại chê một người tổng thống đương kim của mình đang trong cái giai đoạn dầu sôi lửa bỏng, đang trong cái hai tuần đen tối nhất, mà anh lại lên tiếng phê phán như vậy. Thì anh nghĩ như thế nào? Anh có lương tâm hay không? Anh là con người hay anh là con thú? Nếu không trong trường hợp đại dịch này là một chuyện bình thường, đất nước Mỹ đang rất bình thường rồi, anh có thể phanh phui tìm cái gì đó thì đó là chuyện của anh. Nhưng mà anh không đủ tư cách để phanh phui tìm hiểu một cái gì về đất nước Mỹ, về Tổng thống Donald Trump được. Là tại sao? Tại vì anh biết được mấy câu tiếng Mỹ? Hay là chẳng qua vì anh lấy bài báo đó ở trên một cái website nào đó, rồi anh vào Google Translator, anh dịch qua, mà anh biết rằng là Google là dịch không chính xác, rồi anh nói lên, coi như là anh nghĩ rằng anh là một đầu tiếng Anh luôn hả? Anh chỉ biết nói tiếng em thôi.
Thành ra, nếu muốn được nổi tiếng, và nếu muốn nổi tiếng nhưng mà người ta không chửi mình, và biết đâu người ta lại còn khen anh, thì nghe lời tôi, mặc những bộ bikini này và ra đường đứng. Và đè một cái chữ thật lớn trước ngực mình rằng là coronavirus. Nổi tiếng liền ngay tức thì, không ai phê phán anh, không ai trách anh. Bảo đảm 5 phút, cảnh sát sẽ tới và chở anh đi tới nơi anh muốn. Dù mình làm bất kỳ cái gì, cũng nên suy nghĩ một chút. Chỉ vì muốn được nổi tiếng và muốn được kiếm tiền, cái tôi quá lớn, nghĩ rằng tại sao mình không nổi tiếng mà những cái người thua kém mình không biết làm YouTube họ lại nổi tiếng, bây giờ họ lại kiếm tiền nhiều hơn mình và họ lại giỏi hơn mình. Cho nên là anh dùng đủ mọi thủ đoạn, đủ mọi hình thức, đủ mọi thủ đoạn, đủ mọi hình thức để anh làm. Nhưng anh đã làm sai giờ, sai ngày, sai thời điểm. Anh còn độc hại hơn cả một con virus. Thật sự tôi không muốn nói tới anh. Đây là cái video lần thứ hai tôi nói tới anh. Anh có biết lý do là tại sao không? Một lần trước, tôi mặc cái áo màu tím, tôi đi lễ cho về. Thì cũng tình cờ biết được cái video của anh và tôi đã làm để gửi anh. Anh có biết rằng khi mà mặc cái áo tím là tượng trưng cho những sự u buồn, tan tóc, chia buồn cùng với mọi người, kể cả cha trong nhà thờ, những ngày lễ có liên quan tới lễ tà trong cái tuần này, những ngày lễ này, cha nhà thờ cũng còn mặc áo tím. Đó là biểu hiện một sự tôn kính với những người đã khuất. Thì trong cái thời này, trong cái lúc này, tôi nói thật với bạn, đối với con người của tôi, khi mà tôi nghe được Tổng thống Donald Trump tuyên bố 2 tuần lễ đen tối của nước Mỹ, với một sự tôn kính những người đã mất rồi, và trong 2 tuần này chuyện gì sẽ xảy ra, tôi chỉ biết cùng với gia đình tôi, mỗi buổi tối dâng 3 kinh, chỉ là 3 kinh thôi, 3 kinh lạy cha, kính mừng và sáng danh, và cầu nguyện cho cả thế giới được bình an. Các con tôi không biết nói tiếng Việt nhiều, các cháu ngoại không biết nói, không biết đọc kinh, nhưng vẫn thuộc được kinh lạy cha, kính mừng và sáng danh. Cho nên hạn chế gia đình tôi chỉ có thể đọc được như vậy và dâng lời cầu nguyện, cầu xin cho cả thế giới bình an. Và tôi đã chuẩn bị hết trong 2 tuần lễ, đồ của tôi mặc chỉ là màu tím. Thật sự ra đó là tôi không bao giờ mặc màu tím, nhưng tôi mặc màu tím là để tượng trưng cho những vị quá cố, gửi tới lời chia buồn cùng với tất cả mọi người trong gia đình của họ. Và tôi cũng nói thật với bạn rằng khi nước Mỹ bắt đầu bị virus corona mới thôi, thì tôi nói với con tôi rằng thay đổi hết tất cả đồ trong tiệm màu tím đi con. Nhưng mà con tôi nói là không, không có sao đâu, chưa đâu, chưa có gì đâu, không, không có, coi như không làm. Tại vì các bạn biết khi mà thay đổi như vậy đã tốn rất là nhiều tiền. Thì tôi nói là không cần, chỉ mua hoa thôi để tượng trưng. Vài cái hoa, thay vì bây giờ con để hoa hồng với lại những cái con tượng trưng hình con thỏ lễ phục sinh đó các bạn. Nhưng mà tôi khuyên con tôi là thôi, tháo xuống và hãy trang trí hoa màu tím đi. Thì chưa kịp làm thì là được cái lệnh là đóng cửa toàn bộ các tiệm nail ngay tại tiểu bang của tôi ở. Cho nên là thôi, sau đó thì lại không đổi. Nhưng đối với riêng bản thân tôi kính trọng những người đã mất trong cái mùa dịch bệnh này trên thế giới, không phải riêng nước Mỹ. Đây là một cái bình hoa tôi đã cắm khoảng 1 tháng trước. Chính tay tôi cắm hoa. Tôi mua những cái hoa trắng và hoa tím
tượng trưng cho những tang lễ, hoa lis và hoa này. Đúng ra là tôi phải mua cái hoa khác nhưng mà tại vì không có cho nên tôi phải như vậy, màu tím và màu trắng. Và tôi đã cắm mỗi một cái giường nhà tôi, 5 phòng, 5 giường, mỗi giường một bình hoa tím và trắng để tượng trưng cho những người đã. Trong cái mùa bệnh dịch này, không ai dám vỗ ngực xưng tên là tôi sẽ không bệnh, tôi sẽ không bị gì. Không ai nói trước được điều đó. Nhưng tất cả chúng ta hãy dọn mình. Nếu Thiên Chúa gọi thì chúng ta đi thôi. Hãy sẵn sàng đón Chúa, không hề sợ. Tại sao phải sợ? Bạn sợ rồi, bạn có thoát qua không? Hãy cứ bình yên, cầu nguyện. Đó là những gì tôi muốn chia sẻ với bạn trong cái mùa dịch này, bạn Dương Trung Hiếu. Bạn hãy sống cho đúng với con người của bạn, cho đúng với lương tâm của bạn trong cái mùa dịch này. Hãy đi chia sẻ những lời cầu nguyện. Chứ đừng có chia sẻ những cái điều mà không đáng. Đừng có đi hạ ai xuống. Đạo Công giáo của chúng tôi có một câu nói. Chúa nói rằng hạ mình xuống sẽ được mọi người nâng lên. Bây giờ, anh thử làm một điều gì đó có ý nghĩa trong cái mùa dịch này đi. Thì người ta sẽ tung hô vạn tuế anh. Anh có thể có cả triệu view. Tại sao anh không làm những điều tốt đẹp để kiếm triệu view mà anh lại thích làm những cái chuyện không may, không tốt để kiếm view? Vì anh nghĩ làm những cái chuyện đó thì mới dễ có view sao? Không đúng. Bây giờ anh thử làm một cái video đi. Tôi xem những lời bình luận của anh, tôi thấy người ta nói anh rất nhiều. Nói nhiều đến mức độ đọc không nổi. Mới ngày hôm nay anh đưa ra một cái tin. Nước Mỹ đã có thuốc rồi, ngày mai thì anh lại chê. Video của anh một tuần, không biết là bao nhiêu video. Có thể một ngày hình như tôi nghe có người nói anh có thể làm hai cái, ba cái gì đó. Hãy lấy ra một cái kênh. Và cùng hết tất cả mọi người YouTube của anh, dâng lời cầu nguyện cho cả thế giới. Thì anh mới đúng là một con người. Nếu anh làm được một cái kênh như vậy, tôi sẵn sàng vô ủng hộ anh. Hãy sống cho đúng nghĩa là một con người, anh Dương Trung Hiếu ạ. Nhất là trong cái mùa này nữa. Anh và gia đình hãy cùng nhau cầu nguyện. Anh Đạo Công giáo hay Phật giáo tôi không biết. Nhưng Phật giáo hay Công giáo cũng dạy con người ta sống phải, sống đúng. Đó là những gì tôi muốn chia sẻ với anh. Ngày hôm nay tôi thật sự rất là bức xúc. Cho nên tôi mới nói những lời này với anh. Tôi chưa bao giờ biết giận ai. Nhưng tôi thấy là con người của anh thật sự là quá vô đạo đức. Tôi không trách anh bôi bác Tổng thống Donald Trump. Nhưng tôi chỉ trách anh là con người của anh thiếu đạo đức, kém văn hóa, đang trong cái lúc này lại làm những cái chuyện như vậy. Đó là những gì tôi gửi tới anh. Nhớ nha, muốn được nổi tiếng, một là hiệp nhau dâng lời cầu nguyện để mang sự bình an và mang niềm vui tới cho anh. Biết đâu kênh của anh sẽ được triệu view khi anh dâng lời cầu nguyện. Đó là cái thứ nhất. Nếu muốn kiếm triệu view. Cái thứ hai, nếu muốn kiếm triệu view giống như Nguyễn Sinh thì hãy nhắn tin cho tôi. Ghi địa chỉ, tôi sẽ gửi cho anh. Một trong hai bộ thôi chứ tôi không cho anh hết đâu. Ok. Tại vì đồ bikini tôi quý lắm. Mỗi một năm du lịch của tôi là tôi sẽ mua từ 20 cho tới 30 bộ mặc trong vòng một năm. Trong những ngày mùa hè tôi đi du lịch chơi hoặc là tôi ở nhà tôi vẫn mặc bikini. Cho nên là tôi collection, tôi giữ lại mặc một lần rồi xếp đó, treo lên để nhìn, để ngắm thôi. Tại vì
Người phụ nữ như tôi, nếu nói theo Việt Nam, 54 tuổi rồi, tôi còn được như vậy thì tôi sẽ hãnh diện cho cuộc đời của tôi. Tôi cảm ơn Thiên Chúa đã ban niềm vui. Đó, cho nên anh hãy chọn một trong hai bộ. Tôi sẽ gửi tặng anh nếu anh muốn được nổi tiếng nhé. Đây. Đẹp không? Rất là đẹp đó, đẹp lắm. Cái bộ này tôi mặc rồi, tôi có hình nữa nè. Đây. Thường thì chỉ mặc hai mảnh thôi, nhưng mà năm nay vì làm YouTube cho nên mặc một mảnh. Muốn cái nào nói, tôi sẽ gửi qua tặng anh. Anh chỉ cần mặc vào và ra đèn xanh đèn đỏ đứng 5 phút thôi, cảnh sát sẽ tới đưa anh đi tới chỗ anh muốn, và anh nổi tiếng liền ngay tức thì. Nhớ để thêm chữ Corona virus. Ok. Đó là những gì tôi muốn chia sẻ với anh. Thật sự trong lòng tôi muốn nói với anh những điều đó. Mong rằng anh hãy suy nghĩ lại và đừng làm những cái trò stupid như vậy nữa. Hãy dâng lời cầu nguyện. Cầu nguyện cho cả thế giới, cầu nguyện cho nước Mỹ và cầu nguyện cho gia đình anh và bản thân anh. Thôi thì, nói với anh bao nhiêu đây đủ rồi. Và mình cũng xin cảm ơn tất cả các cô chú, các anh chị, các bạn đã vào và xem video này. Bye bye! Tất cả chúng ta hãy dâng một lời cầu nguyện cho thế giới được bình an.